Ở trận đấu với Đức, tiền đạo Cristiano Ronaldo là người mở tỷ số cho Bồ Đào Nha sau cú đệm bóng cận thành. Đây là bàn thắng đầu tiên của CR7 sau 5 lần đối đầu với đội tuyển Đức. Anh cũng gây ấn tượng với tình huống bật cao đầy uy lực. Theo thống kê, Ronaldo đã có 12 bàn ở vòng chung kết Euro và trong đó có 5 bàn đến từ những pha đánh đầu. Sẽ không quá khi nói rằng Ronaldo là một trong những cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt nhất lịch sử bóng đá. Và trước khi bước video, hãy nhấn vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Cristiano Ronaldo là một tiền đạo toàn diện. Anh dứt điểm tốt bằng cả hai chân, không chiến tốt, tốc độ tốt, qua người tốt, sút phạt và sút penalty tốt, nền tảng thể lực sung mãn, khả năng bật nhảy phi thường, có tư chất lãnh đạo và đặc biệt là khả năng tỏa sáng khi đội bóng của mình gặp khó khăn. Với sự tự tin của một cầu thủ hàng đầu thế giới cùng với một kho tàng kỹ thuật đa dạng, Ronaldo luôn khiến chúng ta phải trầm trồ vì những khoảnh khắc xử lý cá nhân vô cùng đẹp mắt. Hôm nay hãy cùng xem lại những khoảnh khắc Ronaldo phá vỡ mọi định luật vật lý. Trước những cú sút như sấm sét của Ronaldo thì chỉ có may mắn mới cứu thua được cho khung thành đối phương. Những cú sút của Ronaldo thường đạt vận tốc 100 km/h cộng với quỹ đạo bay không hề dễ chịu chút nào, khiến cho nhiều thủ môn bất lực để cản phá. Sở hữu nền tảng kỹ thuật cơ bản cực tốt, Ronaldo dễ dàng khống chế đường truyền dài từ phần sân nhà, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của đối thủ để đối diện với thủ môn. Anh nhanh chóng thực hiện một cú vẫy bóng kỹ thuật loại bỏ thủ môn, nhưng đáng tiếc bóng đã đi trệt khung thành trong gang tấc. Ronaldo có lý do để nuối tiếc trong tình huống này. Nếu pha bóng này thành công, đó chắc chắn là một siêu phẩm. Tốc độ cộng với kỹ thuật thượng thừa khiến Ronaldo luôn là người thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Tốc độ của CR7 là một trong những chủ đề rất được quan tâm kể từ khi ngôi sao người Bồ gia nhập MU và vươn mình trở thành một tượng đài của bóng đá thế giới. Khả năng bứt tốc của Ronaldo cải thiện thấy rõ trong thời gian chơi cho Quỷ Đỏ, nơi anh là một cầu thủ chạy cánh và thường xuyên có những tình huống cầm bóng và tăng tốc từ phần sân nhà. Không chỉ sở hữu tốc độ nhanh mà kỹ thuật đi bóng của Ronaldo cũng rất siêu đẳng. Những cú bứt tốc đi bóng vượt qua hàng loạt hậu vệ đối phương, sau đó tung cú dứt điểm chính xác để xé toang mảnh lưới đối thủ đã trở thành thương hiệu của Ronaldo. Nhờ một chế độ luyện tập và ăn uống cực kỳ bài bản, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn luôn đảm bảo tình hình thể trạng. Điều đó giúp anh duy trì được năng lượng bền bỉ để trừng phạt các đối thủ. Tốc độ đáng sợ của Ronaldo khiến đối thủ phải e ngại sâu sắc khi phải đối đầu với anh. Đến huyền thoại điền kinh Usain Bolt cũng đã dành tặng những lời khen cho Cristiano Ronaldo. Ngoài sở hữu tốc độ đáng sợ như một cỗ xe F1 trong giới bóng đá, Ronaldo còn thể hiện phẩm chất của một tiền đạo bẩm sinh. Anh có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân, xuất sắc trong các tình huống xử lý bóng chết như đá phạt trực tiếp hoặc luân lưu.
Ronaldo được biết đến nhờ kiểu sút phạt kỳ lạ do mình sáng chế. Anh thường đứng rộng hai chân và hít một hơi thật sâu trước khi chạy đà thẳng. Khi đến gần bóng, chân trụ anh ghim chắc xuống mặt đất và giữ cho thân người vuông góc với trái bóng trước khi tung ra cú sút thẳng mạnh như búa bổ. Là cầu thủ có kỹ thuật cao, đồng thời còn sở hữu nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Những đường kiến tạo của siêu sao người Bồ cũng là thứ các cầu thủ cùng thi đấu với anh rất thích thú bởi vì họ được đặt vào tư thế phải ghi bàn. Nhưng ngược lại, các cầu thủ đối phương lại khóc không ra nước mắt vì quá khó để ngăn chặn. Vẫn là dáng đứng sút phạt quen thuộc, thứ đã làm nên thương hiệu của một CR7 lừng danh thế giới, sẵn sàng trừng phạt mọi đối thủ mỗi khi có cơ hội. Khi phải đối đầu với siêu sao người Bồ Đào Nha, bất kỳ tình huống nào dẫn đến những pha sút phạt đều khiến mọi cầu thủ phải nơm nớp lo sợ về một bàn thua sắp đến. Sở hữu kỹ năng toàn diện của một sát thủ ghi bàn, CR7 khiến người hâm mộ bóng đá thế giới phải nghiêng người khâm phục vì khả năng ghi bàn rất đa dạng của anh. Cả cơ thể anh như một cỗ máy ghi bàn, tất cả các bộ phận trên cơ thể đều hoạt động theo ý muốn của CR7, khiến hiệu suất ghi bàn của anh ở một mức độ đáng sợ. Để có được thành quả như hiện tại, ngoài tài năng thiên bẩm về bóng đá, Ronaldo cũng đã phải tập luyện rất chăm chỉ, có một chế độ sống lành mạnh và khoa học để liên tục bứt phá các giới hạn của bản thân. Nhờ đó, mặc dù đã ở độ tuổi 36, nhưng phong độ của CR7 luôn ổn định, không suy giảm. Ronaldo xứng đáng là một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới từ trước tới nay. Anh cũng là hình mẫu của mọi người chơi học hỏi về tính chuyên nghiệp và sự cầu tiến. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!